Căn khách hàng đó là khách hàng quen hay là rất quen của mình, hay là khách hàng đã từng lấy hàng của mình, không biết anh trả tiền hay là anh chuyển khoản hay là anh nợ. Tôi biết mà, đầu tiên là mình sẽ nhập, mình sẽ lưu cái khách hàng nào vào trước. Rồi ví dụ như mình lưu khách hàng số điện thoại 0909 hai hai ba, rồi anh Trương Văn Thành. Rồi cái địa chỉ là Bình Dưỡng. Bình Dưỡng, Bình Dương. Xong mình bán hàng cho anh. Anh gọi gì? Ví dụ anh gọi là bồn cầu, mình gọi chiếc bu là nó là bồn cầu. Thì bồn cầu đó hai loại là bồn cầu mã số 11190 và 11101. Thì hai bồn cầu nó giá tương đương xe giao. Ví dụ anh gọi là giao như tôi cái năm cái bồn cầu loại là 231Z2, một tần số mình enter mua 5 cái, rồi mình bấm F2, tương tự như vậy. Xong rồi tiếp tục anh giao tôi các xe tô. Anh giao cho tôi 5 5 khối một xe, 5 khối F2. Rồi đá 12 anh giao như tôi cái gì, 5 khối tiếp. Rồi xi măng thì phần mềm của mình nó, các bạn thấy không, mình gõ này, khi mình tìm những cái tên gần đúng thì nó hiện chỉ là xi măng thôi, là như x đi. Chứ x là nó có gì, có là xe tô hay là những cái sản phẩm có liên quan, nhưng mình cũng, nhưng mình muốn tìm là tìm chữ xi măng thì gọi chữ y nữa, thì những cái liên quan gần nhất quẹt là Hà Tiên. Hà Tiên, lấy Hà Tiên thì chắc chắn rằng là xi măng Hà Tiên. Rồi mình bỏ một tên xuống enter, 10 bao xi măng Hà Tiên. Rồi khi một khách hàng điện tới giao hàng như thế này, năm năm cái bồn cầu, các xe tô 5 khối, đá 125 khối, xi măng Hà Tiên 10 bao. Thì trong trường hợp này nếu như số lượng mình gõ bị sai đi nữa thì mình gõ đây bồn cầu ba cái thôi, đồng ý. Rồi nhanh. Rồi thì mình gõ xong cái đơn hàng này thì các bạn thấy trong cái trường hợp này mình đánh này, khi mình gõ lên thì những cái đây nó hiện cái số lượng luôn này như này. Rồi thì số tiền mình muốn xem xem trước, mình bấm nút xem trước thì nó hiện lên hóa đơn này, là rõ ràng anh Trương Văn Thành này, địa chỉ Bình Dưỡng, Bình Dương này, điện thoại này, đơn hàng này thế nào là 25 triệu 530 ngàn đồng. Thì khi người ta đặt hàng thì lúc này mình chưa biết ảnh cho trả trả tiền mặt hay là ảnh nợ hay là chuyển khoản gì đó, thì chắc chắn rằng là cửa hàng của mình rất phân vân. Thì luôn luôn khách hàng này mình sẽ lưu, mình đưa cho nhân viên giao hàng thì mình bấm vào hóa đơn lưu đặt hàng, đó là những hóa đơn nào trả tiền mặt hay là chuyển khoản hay là nợ là mình biết sao, hiểu không? Rồi mình sẽ bán tiếp. Rồi trong trong ngày hôm đó một có khách hàng thứ hai gọi tiếp, rồi như 0909 313 809. Rồi anh khác mua như chị Thúy, cái tên là chị Thúy nha. Rồi địa chỉ là Sài Gòn, tên mình gõ như vậy thôi. Rồi cậu mua cái gì, mua gì, cát gọi cát xe tô 5 khối, tương tự như vậy. Si Hà Tiên, gọi Hà Tiên, Hà Tiên, rồi hiện Hà Tiên mua 20 bao. Như vậy đá 12 mình gõ rất nhanh, mà đá 12 này gọi chữ đá này thôi, ba khối, bán ba khối. Thì các xe tô cho ngày tiên, rồi ghi là bồn rửa mặt, bồn cầu hay là rửa mặt, rửa mặt đó, rửa mặt thì là chậu rửa mặt, là chậu mình gọi chậu. Rồi chậu rửa mặt, chậu rửa mặt mình gọi là bán hai cái. Rồi
Thì cái chị Thúy này chị cũng mua hàng. Thì mua hàng thì mình in hóa đơn cho nhân viên, chứ gọi điện tới thôi. Thì mình chưa biết là nếu chị tới trực tiếp chị trả tiền thì chắc chắn là mình sẽ bấm nút thanh toán này là ok. Nhưng mà chỉ gọi là điện thoại đặt hàng thôi thì mình không biết rằng là chị trả tiền hay là nợ hay là chuyển khoản, mình vẫn lưu đặt hàng đi hay là mình xem trước đó là này ok xong 7.170.000 mình không lưu đặt hàng. Rồi tiếp tục cái anh Thành hồi nãy ảnh gọi anh mua hàng tiếp thì sao à, anh Thành gọi vô là 09 à, hồi nãy này tên xuống anh Thành, anh tên anh Thành mua tiếp thì anh mua là chảo rửa. Chảo rửa thì anh mua chảo rửa là 288 VC, anh mua 5 cái. Rồi rồi tiếp tục anh sẽ mua tiếp là đá đá 12, anh mua 5 khối tương tự như vậy. Rồi bồn cầu, bồn cầu anh mua bồn cầu 31Z1, anh mua là 2 cái. Rồi xong mình cho nhân viên đi giao, mình cũng lưu hàng rất rõ ràng. Rồi bây giờ mình để thế này, khi mà người ta điện tới đặt hàng thì chưa đi giao liền mà người ta là chưa đi giao, thì lúc này là vừa khách là khách lẻ vừa khách đại lý điện tới giao trung gian, thì mình nhập hết tất cả cái đơn hàng đó vào phần mềm mẹ ra. Nhưng mà người ta chưa giao liền mà người ta hẹn là từ từ 10 giờ giao hay 10 giờ thế nào, thì đó mình vô mình xem này. Thì mình làm xong mình vô cái đơn hàng này, hóa đơn này mình vô là hóa đơn đặt hàng, thì trong này có ba cái đơn đặt hàng này. Đặt hàng anh Thành này, đầu thứ nhất anh đặt thế này, rồi chị Thúy đặt này, rồi anh Thành đặt này. Rồi bây giờ mình trong đầu mình là biết là số lượng những cái đặt hàng này là bao nhiêu thì như thế nào, thì chắc chắn rằng là mình sẽ viết bằng tay hay là mình sẽ chọn khách hàng này rồi mình ghi vô. Thì phần mềm này nó có hay là mình sẽ thống kê số lượng, thì mình bấm vô thống kê số lượng rồi mình chọn tất cả lên đó, tất cả lên, thì lúc này nó thống kê lại tất cả những cái sản phẩm mà khách hàng mới đặt xong để mình biết là số lượng những sản phẩm là bao nhiêu. Đây mình xem đây là cái bồn cầu 31Z2 thì tổng số lượng hôm nay đặt là 3 cái. Rồi tiếp theo cái bồn cầu là 31Z1 2 cái, các xe tô là 10 khối, chậu rửa mặt 284 VC 2 cái, 288 VC 5 cái, đá 12 13 khối và xi măng Hà Tiên là 30 bao. Thì lúc này mình khi mình thống kê cái số lượng đặt hàng của khách hàng xong thì mình in cái xuất cái sale này, xuất cái sale rồi mình in ra cái phiếu để cho nhân viên nó sẽ đi chuẩn bị những cái đơn hàng này. À, chuẩn bị này xong ok rồi cho đi giao. Thì trước khi đi giao thì sau này thì thế nào đi giao, thì khi mình cho nhân viên đi giao xong thì chiều nhân viên nó về, chiều nhân viên về đúng không, thì mình là nhà phân phối mà hay là bán lẻ cũng vậy thôi. Thì khi như mình bán lẻ thì mình thanh toán bình thường, ví dụ như bán lẻ này tôi khách hàng tới mua lẻ cái gì đá 12 à, tới tới trực tiếp mua đá 12, mua 2 khối từ như vậy xi măng à, đây xi măng Hà Tiên này mua 5 bao 4 bao, rồi cát xe tô, xe tô cát xe tô bán 3 khối đây không cần tên, tính tiền liền thì mình thanh toán cái này 2.550.000 đồng ý là ra kho đơn. Đó là những khách hàng mà mua tại cửa hàng tính tiền liền, còn những khách hàng gọi điện tới mình mới đặt hàng thì đặt hàng trong này. Rồi bây giờ khi mà khách hàng nhân viên đi giao trong ngày xong trong ngày xong thì muốn liệt kê lại mình thanh tính tiền cầm tiền này. Rồi thì chiều khi nhân viên đem hóa đơn về trong ngày đó, đem hóa đơn về thì mình biết được rằng khi nhân viên đã đi giao hàng rồi thì đi quay về, thì mình đem hóa đơn xong thì người ta ký vào khách nào trả nợ, khách nào trả tiền mặt, à, khách nào mà nợ, khách nào chuyển khoản, thì lúc đó mình vô đây mình vô hóa đơn, mình vào lưu đặt hàng này. Rồi cái hóa đơn thứ nhất, hóa đơn thứ nhất là anh Trương Văn Thành này, đó là này, ảnh trả tiền mặt thì mình sẽ
bấm vô hoàn thành đơn. Này, mình bấm nút thanh toán F12. Đồng ý. Nó ra cái bill. Là xong. Tiếp tục như vậy, mình vào tiếp tục. Anh chị Thúy này, cái hóa đơn này là 7 triệu 710 ngàn. Người ta nợ hay là người ta chuyển khoản? Người ta nợ thì mình bố hoàn thành đơn. Mình bấm vào thanh toán nợ. Đồng ý là sẽ là ra hóa đơn nợ. Tương tự như vậy, hóa đơn tiếp theo của anh Thành này. Cái chuyển khoản thì sao? Thì mình hoàn thành đơn luôn. Mình bấm thanh toán F12 này, bấm chuyển khoản. Ok. Đó là mình sẽ hoàn thành những cái hóa đơn trong ngày hôm đó. Thì mình sẽ biết được ông nào trả tiền mặt, ông nào chuyển khoản, ông nào nợ thì làm sao. Thì lúc đó mình muốn thống kê một cái đơn hàng, cả sản phẩm mình gửi cho khách hàng thì sao, trong ngày, trong tuần, trong ngày, trong tháng, thì mình phải báo cáo này, báo cáo bán hàng. Rồi mình sẽ vào cái chi tiết bán hàng khách hàng, rồi mình chọn âm thanh này, rồi âm thanh này đó. Thì mình muốn gửi cho ổng những hóa đơn này thì sao, thì nó liệt kê hóa đơn thêm một theo đó, rất rõ ràng này. Rồi mình sẽ bấm xuất Excel, xuất Excel này này ở đây đó, thấy không, rất rõ ràng. Thì trong cái ngày hôm nay thì ông Thành ông sẽ mua hóa đơn này thế này. Hóa đơn thứ hai là sản phẩm này, hóa đơn thứ ba, số thứ tư này, tổng cộng là 48 triệu 080 đồng. Đó rất là rõ ràng, là nhanh mình để liệt kê được. Còn muốn biết là ông hóa đơn nào ông nợ hay là không thì mình sẽ mua hóa đơn này, báo cáo doanh thu. Thì ông Thành đã mua hai hóa đơn này. Hóa đơn thứ nhất là ông sẽ là trả tiền mặt là 25 triệu 530 ngàn đồng. Hóa đơn thứ hai là 20, đây là ông vẫn trả tiền mặt luôn, 2 triệu. Còn bà Thúy này, đây là 7 triệu mấy là nợ này. Đó, nợ hóa đơn thứ nhất nợ này. Đó, mình thấy là rõ ràng nợ này. Đó, thì mình sẽ biết được hóa đơn nào nợ, hóa đơn là tiền mặt. Còn mình xem cái tiền mặt này. Đó, thì hôm nay mình sẽ bán hàng, thì hôm nay là mình thu tiền mặt là 28 triệu 052 ngàn, và tài khoản mình đang nhận được chuyển khoản là 22 triệu 550 ngàn đồng, và nợ là 7 triệu 710 ngàn đồng. Tổng số tiền bán được hôm nay là 58 triệu 340 ngàn đồng. Đó, đó là những cái mình biết được là cửa hàng của ngày hôm nay. Rồi mình xem được cái lãi lỗ, thì doanh thu lãi lỗ theo đơn hàng để hôm nay bán ba hóa đơn này. Hóa đơn thứ nhất mình lãi được là 680.000 đồng, hóa đơn thứ hai lãi được 3 triệu 7, hóa đơn thứ ba lãi được là 2 triệu 010.000, hóa đơn thứ tư lãi được 4 triệu 6. Đó là doanh thu lãi lỗ trên từng hóa đơn, chia vốn này, lãi này, thành bán hàng này, đó là theo hóa đơn. Còn muốn biết lãi lỗ trên từng sản phẩm thì click vô đây, lợi nhuận theo sản phẩm này. Đó, mỗi sản phẩm mình bán số lượng bao nhiêu, lãi bao nhiêu, đây rất rõ ràng. Đó, các bạn thấy không, cái này phần mềm là nó rất là tiện cho cái cửa hàng của mình. Mình sẽ biết được là cái doanh thu bao nhiêu và lãi lỗ từng đơn hàng và lãi lỗ từng hóa đơn. Đó, rất là rõ ràng. Hôm nay mình lợi nhuận mất là 58 triệu 340 ngàn đồng, mình lợi nhuận là 11 triệu 022 ngàn đồng. Đó, đó là cái báo cáo lãi lỗ. Rồi tiếp theo mình cũng xem được cái báo cáo tồn kho, thì vô tồn kho thôi. Tồn kho này mình lập vô, mình nick vô cái nhập xuất tồn, thì nhập xuất tồn nó có là cái nhập, số lượng nhập đây, số lượng xuất và số lượng tồn cuối đây, và số tiền tồn cuối tổng, và số tiền tồn cuối của từng đơn hàng, của từng sản phẩm. Đó là cái nhập xuất tồn. Còn muốn xem cái là tồn hiện tại không thì vô xem hiện tại không. À, cái bồn cầu 31 chết 2 còn tồn 197 bộ, bồn cầu 31 31 chết 1 tồn 98 bộ. Tương tự như vậy sản phẩm này rất rõ ràng. Và số lượng tồn, giá nhập, giá tồn và giá tồn của từng sản phẩm, và giá tồn của tất cả sản phẩm là cái
số tiền cửa hàng mình đang tồn lại là bao nhiêu tiền đây, rất rõ ràng. Để biết để mình cân đối lại cửa hàng của mình, cân đối từng sản phẩm để mình nhập kho, cân đối tổng số tiền để mình để nhập số lượng. Rồi đây là tồn tại. Rồi tiếp tục là thống kê xuất bán, hôm nay bán được bao nhiêu này, những số lượng bao nhiêu, rõ ràng là bán này, số tiền của từng sản phẩm rất là nhanh. Đó là cái thứ tồn kho. Còn mình xem được cái công nợ phí thu là nó rằng như chỗ thấy nợ này 7 triệu mấy là nợ cái gì, lý đất vô nợ này, cái gì bao nhiêu này, muốn xem anh xem thôi, hôm nay là ngày nào này, nợ những cái gì rất rõ ràng. Đó là công nợ. Thì cái phần mềm này mình quản lý được tất cả cái đầu vào và đầu ra của sản phẩm, và số tiền vào, số tiền tồn hiện tại của từng sản phẩm và của từng tất cả của sản phẩm cửa hàng mình, và có lấy được cái công nợ của từng khách hàng trả nợ hay là thiếu nợ bao nhiêu, và mình sẽ bán hàng được những cái đơn đặt hàng của khách hàng và đặt hàng bao nhiêu và tổng cái đơn hàng người ta mua bao nhiêu, rất là rõ ràng. Đó là cái phần mềm chuyên tính tiền về cái vật xây dựng và thiết bị vệ sinh. Đó rất là phù hợp để như mình bán hàng, quản lý công nợ, đặt hàng và xem được cái số lượng khách hàng đặt trong ngày hôm nay để ngày mai đi giao, và số lượng người ta đặt những ngày trước đó hay là sau đó, để mình tổng được cái đơn hàng mình đi giao hàng và tổng hợp được những cái số lượng khách hàng đã mua, rất là rõ ràng.